Xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh YouTube của Tây Xe Ôm. Hiện tại là bây giờ Tây đang có mặt tại tuyến đường rất là quen thuộc, đó là hướng quốc lộ 20. Nơi đây là thuộc về thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 145 km. Vâng, và bây giờ Tây đang tiến dần vào bên trong thị trấn Madagui rồi cả nhà. Một buổi sáng đẹp trời, Tây có một chuyến đi ngắn từ trung tâm thị trấn Madagui xuống chợ Phương Lâm, Tân Phú, Đồng Nai. Cũng như là tiện đường chia sẻ cho cả nhà mình xem về quang cảnh lúc sáng sớm ở trung tâm thị trấn Madagui. Bây giờ cũng tầm khoảng chừng 7 giờ 30 phút sáng thôi. Hiện tại thì Tây thấy cũng có rất là nhiều xe du lịch và xe tải đang tiến dần về hướng thành phố du lịch Đà Lạt cả nhà. Vâng, ở cuối đoạn dốc này thì Tây thấy cũng có một trạm dừng chân Amazing Đạ Hoai, một trong những quán có view rất là đẹp. Thì huyện Đạ Hoai, thị trấn Madagui thì nằm ở phía tây nam của Lâm Đồng. Phía bắc thì giáp với huyện Đạ Tẻ và Bảo Lâm, phía nam thì giáp với huyện Đức Linh của tỉnh Bình Thuận, còn phía đông thì giáp về thành phố Bảo Lộc, còn phía tây thì giáp với huyện Tân Phú, Phương Lâm, Đồng Nai, hướng mà Tây đang di chuyển ra cả nhà. Huyện Đạ Hoai thì nằm trong vùng có khí hậu gió mùa, điển hình là chia ra làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Và mùa mưa thì khí hậu rất là mát mẻ và trong lành. Ở trong trung tâm thị trấn Madagui thì mình thấy lúc sáng nay thì cũng tương đối là vắng vẻ xe cộ qua lại, tại vì cũng mới có 7 giờ sáng cả nhà. Vâng, đi hết đoạn dốc này thì chúng ta sẽ xuống tới khu vực là công viên thị trấn Madagui cả nhà, một trong những view hồ nước rất là đẹp. Ở đây thì cũng tập trung rất là nhiều hàng quán cũng giống như là các cơ sở dịch vụ. Cũng đang đi gần về phía chợ Madagui rồi cả nhà. Bên phía tay trái góc màn hình của cả nhà mình đó là siêu thị điện máy Bách Hóa Xanh. Vâng, và sau khi đi ngang trung tâm Bách Hóa Xanh thì chúng ta sẽ tiến dần về phía hướng công viên của thị trấn Madagui. Thì công viên thì nằm ở phía bên tay phải màn hình nhỏ của các bạn, có những cái view hồ nước rất là đẹp, thích hợp cho những cái buổi dã ngoại cũng giống như là vào giờ chiều mình có thể ra đây mình dạo phố ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Madagui. Tây nghĩ khu vực này vào buổi tối sẽ rất là đẹp. Đây là Tây quay toàn cảnh cho cả nhà mình xem về khu vực công viên thị trấn Madagui nè. Vâng, phía bên tay trái màn hình nhỏ của các bạn đó là chợ Madagui, một trong những chợ rất là lớn ở trung tâm huyện Đạ Hoai. Vâng, và bây giờ đèn xanh đã bật rồi, Tây tiếp tục di chuyển ra cả nhà. Nếu mà rẽ phải thì cả nhà mình sẽ đi vào trung tâm huyện Đạ Tẻ, cũng giống như là Cát Tiên, và đi về hướng Bình Phước cũng được ra cả nhà. Ở nơi đây thì cũng còn thuộc về trung tâm thị trấn Madagui. Khu vực này thì Tây thấy cũng có một trạm xăng và cũng có rất là nhiều cơ sở dịch vụ đặc biệt nổi tiếng, đó là những cái quán ăn bán những cái món đặc sản của thị trấn Madagui. Các bạn mình có dịp mình đi lên trên thành phố Đà Lạt, hãy một lần dừng chân ghé tham quan và thưởng thức những đặc sản của thị trấn Madagui nhé. Vâng, và bây giờ để tiếp tục hành trình, bên đây thì Tây thấy có cụm siêu thị Bách Hóa Xanh và rất là nhiều quán phở, cũng giống như là những cái quán cà phê nó nằm sát nhau luôn đó các bạn. Thị trấn Madagui mà vào dịp buổi tối thì với những cái ánh đèn lung linh thì rất là đẹp, đường rất là rộng và thoáng. Sáng nay thì cũng tương đối là vắng vẻ xe cộ qua lại, chủ yếu là chỉ có xe tải và xe khách.
là đi lên tuyến đường du lịch Đà Lạt với cả nhà. Ở nơi đây thì có một nhà hàng cũng rất là nổi tiếng, đó là nhà hàng Bảy Hổ, một điểm đến rất là quen thuộc mỗi khi mà có dịp ghé thăm và tại thị trấn Badagui. Khu vực này cũng dần bớt dân cư rồi cả nhà. Qua đây sẽ có một đoạn đường thẳng rất là đẹp, và cũng có ở bên đây thì cũng có rất là nhiều quán cà phê, những cái quán mới mở cả nhà, view rất là đẹp. Vào đây mình thưởng thức một ly cà phê nóng hổi, cũng giống như là mình có thể ngắm nhìn toàn cảnh về tuyến đường quốc lộ 20, một tuyến đường trọng điểm về du lịch hướng đi lên thành phố Đà Lạt. Vào những lúc như hoàng hôn đồ hay là bình minh ở cả nhà, mình dừng chân tại thành phố thị trấn Badagui này, mình sẽ thấy cái cảnh nó rất là đẹp. Một bên là núi rừng, một bên là khu vực dân cư, và đặc biệt là những cái ngày mà có sương mù, giống như cái cảnh mình săn mây ở trên thành phố Bảo Lộc á cả nhà, đẹp vô cùng luôn. Ở khu vực này thì chủ yếu là có các quán cơm cũng giống như là các cơ sở, các ngành dịch vụ chính cũng dần vào tiến về khu vực bớt dân cư rồi cả nhà. Một bên là vừa mây vừa núi, phần còn lại đó là con đường quen thuộc quốc lộ 20 sẽ dẫn chúng ta đi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố lớn nhất phía Nam, một thành phố đầy sôi động. Đây thì cũng còn thuộc về thị trấn Badagui ở cả nhà. Vâng, và bây giờ Tây đang ở trên địa phận huyện Tân Phú, Đồng Nai cả nhà. Đây là thuộc về km 142 thì xã Phú Sơn với lại xã Phú Trung của huyện Tân Phú, Đồng Nai. Mình cũng đang đi dần tới khu vực trạm dừng chân Tân Phú ở cả nhà. Nó sẽ nằm ở phía bên tay phải màn hình của các bạn. Đấy, trạm dừng chân đã tới rồi. Sau khi đi ngang qua trạm dừng chân này thì các bạn mình sẽ tiếp tục di chuyển tới một địa điểm du lịch cũng rất là nổi tiếng ở thị trấn Tân Phú, đó là Thác Hòa Bình, chùa Linh Phú. Mình đang đi ngang qua tuyến đường điện cao thế Bắc Nam cả nhà, một trong những công trình trọng điểm của đất nước Việt Nam. Khu vực thuộc về huyện Tân Phú thì hai bên cũng có rất là nhiều cơ sở dịch vụ cũng giống như là các quán ăn. Và buổi sáng nay thì đây thấy trên địa bàn huyện Tân Phú thì xe cộ cũng tương đối là vắng vẻ, chủ yếu là chỉ có những dòng xe khách là đi lên trên thành phố du lịch Đà Lạt thôi. Huyện Tân Phú, Đồng Nai thì cũng có rất là nhiều địa điểm du lịch thu hút được rất là nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan. Đó là vườn quốc gia Nam Cát Tiên, và bên cạnh đó thì cũng có những khu du lịch, rất là nhiều khu du lịch nổi tiếng, ví dụ giống như là Suối Mơ, rồi Bào Sen Tân Phú, Bào Sen Phú Điền Tân Phú. Vâng, đây là khu vực thuộc về km 138 huyện Tân Phú, Đồng Nai. Cũng còn cách trung tâm chợ đầu mối Phương Lâm, Tân Phú cũng không xa cả nhà, chỉ vài km nữa thôi. Ở khu vực này thì cũng có những cái cơ sở và những ngành nghề rất là nổi tiếng, ví dụ như là chầm, chầm hương, rồi bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều quán bánh mì, cũng giống như là quán bán thức ăn nhanh vào buổi sáng. Thì cũng rất thu hút được rất là nhiều khách
thập phương ghé đây mình thưởng thức những đặc sản ở khu vực 38. Có một quán mì Quảng cả nhà. Rồi những cái quán cà phê này cũng rất là đông khách. Bữa sáng nay thì khu vực huyện Tân Phú cũng giống như là thị trấn Managui Đạ Hoai thì thời tiết rất là dịu mát, rất là lý tưởng cho một chuyến đi dài cũng giống như là một chuyến tour ngắn đi tham quan ở bên trong thị trấn. Vâng, đây là khu vực thuộc về xã Phú Bình, Tân Phú. Phía bên tay trái thì chúng ta sẽ đi về phía Đa Cai đi ra tỉnh Bình Thuận đó cả nhà. Nơi đây thì còn cách chợ đầu mối Phương Lâm khoảng chừng hơn 1 km nữa thôi. Đây là khu vực thuộc về dốc Phú Bình. Phía bên tay trái màn hình nhỏ của các bạn thì chúng ta đang đi dần đến khu vực thuộc về chợ Nhóm. Đây là chợ Phú Bình cả nhà. Nói chung là một chợ cũng nhỏ thôi nhưng mà cũng bán rất là nhiều các mặt hàng. Và cũng giống như là có một quán cà phê rất là nổi tiếng ở khu vực Phú Bình. Và cũng giống như đây là nhà thờ. Sau khi đổ hết đoạn dốc này thì chúng ta sẽ tiến về khu vực chợ đầu mối Phương Lâm. Ở đây thì khu vực rất là đông dân cư thì cũng có tương đối là nhiều xe cộ qua lại. Phía tay trái màn hình của các bạn đó là trạm xăng dầu Phương Lâm, rồi Ủy ban Nhân dân xã Phú Lâm, nó sẽ nằm ở đối diện. Đi xuống dưới giao lộ đèn đỏ, nếu mà các bạn rẽ phải thì chúng ta sẽ đi vào vườn quốc gia Nam Cát Tiên, khoảng chừng 19 km thôi cả nhà. Một đoạn đường rất là đẹp, hai bên này toàn bộ quang cảnh là núi rừng đặc trưng của vùng núi khu vực Tân Phú, Đồng Nai. Rẽ trái thì chúng ta sẽ đi vào bên hông chợ Phương Lâm. Ở đây cũng có một siêu thị điện máy xanh rất là lớn đó cả nhà. Chỉ còn vài trăm mét nữa thôi thì Tây sẽ đi ngang qua chợ Phương Lâm. FPT Shop kìa cả nhà. Trong những cái thương hiệu điện thoại cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình, cũng giống như là Bách Hóa Xanh. Và đi xuống chút xíu nữa là sẽ là Thế Giới Di Động. Vâng, và bây giờ phía tay trái màn hình của các bạn đó là chợ Phương Lâm, chợ đầu mối lớn ở khu vực Tân Phú, Đồng Nai. Mình cũng đang đi dần tới nhà rồi các bạn ơi. Hôm nay thì cũng chủ yếu là chia sẻ cho các bạn về một chuyến đi ngắn, chuyến đi thực tế tham quan về tuyến đường quốc lộ 20, đi ngang qua hai địa phương rất là quen thuộc, đó là thị trấn Managui Đạ Hoai cũng giống như là Phương Lâm, Tân Phú, Đồng Nai. Thì video của mình tới đây thì kết thúc rồi cả nhà. Thì trước khi rời video thì cả nhà nhớ cho Tây xin một lượt like cũng như là một lượt bình luận ở bên dưới. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.